chào tất cả các bác. Xin chào tất cả các khách hàng của hợp tác xã Giá Bút Sen. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phin ạ, nhân viên của hợp tác xã Giá Bút Sen. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến với các bác một bộ dao chặt gà, dao thái, dao lọc và dao phi lê. Đối với một số anh chị mà mình sử dụng gia đình ấy, thì đối với những cái con chặt xương ống khoảng 8 lạng thì mình không cần sử dụng đến, tại vì những cái chặt xương to như thế thì đa số khi mà mình đi mua đồ ở ngoài chợ ấy, thì mình đã nhờ các cô chú bác ở chợ mình chặt cho rồi. Thì trong cái clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu một bộ 4 dao, gồm có một con dao chặt gà, chặt sườn, một con dao thái, một con dao lọc và một mẫu dao có thể lọc thái phi lê được. Đó, thì em sẽ chi tiết từng mẫu một đến với tất cả các anh chị để các anh chị mình mà đang quan tâm có thể nắm rõ hơn nhé. Đầu tiên ở đây sẽ là một mẫu dao chặt gà có mã là CG1DD các bác. CG1DD thì chiều dài lưỡi nó khoảng 24 cm, 24 đến 25 đấy các bác. 24 cm. Bản rộng này là bản rộng 8,5 ạ, bản rộng 8,5. Và riêng cái độ dày lưỡi là độ dày lưỡi khoảng 30 mm, và nó sẽ nặng từ 550 đến 600 g, để anh chị mình có thể chặt gà này, chặt sườn rất là tốt nhá. Cán ở đây sẽ là cán gỗ cầm chỉ khâu và chốt đồng nhá. Con này ấy, gỗ cầm chỉ đen vân cực kỳ đẹp luôn các bác này, các bác có thể nhìn thấy này. Gỗ cầm chỉ đen vân rất là đẹp nhá. Cái này thì em lấy ngẫu nhiên vì để các bác lên clip các bác thôi. Nói chung là gỗ cầm chỉ thì là gỗ tự nhiên, nên là khi mà mỗi con nó sẽ đem một cái vân khác nhau, chứ không thể tìm được hai con nó bằng nhau được nhá các bác nhá. Đấy chính là mẫu CG1DD. Tiếp theo ở đây thì sẽ là mẫu dao thái. Dao thái ở đây có mã là N13DD. Bản này là sẽ là kiểu dáng bản Usuba các bác ạ, Usuba. Ở đây ạ, chiều dài lưỡi sẽ là 18 cm, bản rộng này bản rộng 5,5. Cũng là khâu và chốt đồng nhá các bác. Riêng dao lọc, dao thái nó sẽ có một chốt thôi, một chốt là yên tâm rồi các bác, là nó sẽ rất là chắc chắn. Bản này là bản bé. Đối với gia đình các bác sử dụng ấy thì mình sử dụng những cái mẫu bản nhỏ như vậy là ok rồi. Thái rất là tốt rồi ạ. Đó. Thái rau, thái thịt, thái rau củ quả rất là tốt. Còn mã là N13DD nhá. Và tiếp theo ở đây sẽ là một mẫu dao lọc này các bác này. Một mẫu dao lọc kiểu dáng bầu lọc nhỏ, có mã là G08DD ạ. G08DD các bác. G08DD thì chiều dài lưỡi là 18 nhá. Bản rộng này là bản rộng 3,5 cm, là kiểu dáng bầu lọc để các bác mà sử dụng lọc nhỏ ấy thì rất là chuẩn luôn. Thái lọc nhỏ cực kỳ tốt ạ. Thái lọc nhỏ cũng rất là tốt luôn. Cây này để mà làm lòng thì phải nói là rất là chuẩn. Đó. G08DD nhá. Tiếp theo thì ở đây các bác nhìn thấy này. Nhìn thấy ở đây là một dáng phi lê, chuyên để phi lê cá mà các bác cũng có thể lọc được. Nhưng mà phi lê cá thì phải nói là nó rất là chuẩn ạ. Có mã là N14DD ạ. Chiều dài lưỡi của cây này sẽ là 22. Bản rộng ở đây là bản rộng 3 cm ạ. Và cán ở đây nhá, là gỗ cầm chỉ này. Các bác nhìn cái vân gỗ cầm chỉ lên rất là đẹp. Khâu và chốt đồng đỏ thì cái bộ này của em thì em giới thiệu các bác đấy chính là mẫu tất cả là khâu và chốt đồng đỏ để nó đồng bộ. Ngoài ra thì còn có cả khâu đồng vàng nữa các bác. Khâu đồng vàng. Nếu như các bác mà không thích đồng đỏ thì mình có thể lấy đồng vàng. Nói chung là cái này là do sở thích của từng người thôi. Mỗi người lại có một cái kiểu khác nhau. Có bác thì lại không thích đồng mà lại thích inox kiểu như vậy, đúng không các bác? Đấy thì các bác mà đang thích cái kiểu dáng nào thì các bác có thể để lại bình luận vào dưới cái video này cho em. Hoặc là các bác có thể nhấc điện thoại lên và gọi ngay đến số hotline của bên em, là số chốt đơn và bán hàng duy nhất của bên em đến với tất cả các bác. Đấy chính là số 0987 240 733 các bác nhé. Thì clip này em sẽ dừng lại tại đây và cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi hợp tác xã Giá Bút Sen. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip lần sau. Chúc tất cả các bác có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Xin chào ạ.